Vừa qua, Costco đã giới thiệu bánh táo Huế với vụn bánh trên mặt. Sản phẩm được tặng kèm một tô sứ có thể sử dụng lại. Với lần đầu sử dụng, người dùng chỉ cần cho cả tô cùng sản phẩm vào lò vi sóng hâm lại là đã có thể thưởng thức một tô bánh táo nóng hổi cùng hương vị thơm ngon. Theo đánh giá, tuy là thực phẩm ăn liền nhưng phần bánh táo vẫn giữ được nguyên hương vị truyền thống với vỏ bánh thơm bơ cùng nhân táo ngọt ngào, hòa quyện với mùi Huế. Đặc biệt hơn, trên mặt bánh còn được phủ một lớp vụn bánh giòn trụm thơm mùi Huế. Sản phẩm đang được bán với giá khoảng 150.000 đồng trên trang costco.com.